quý vị, Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Andrew Mackey vừa bất ngờ từ chức, tuy nhiên sẽ vẫn được nhận lương cho đến hết tháng 3 để đủ điều kiện nhận các khoản hỗ trợ hưu trí. Việc ông Mackey rời khỏi cơ quan hành pháp hàng đầu diễn ra chỉ một tuần sau khi có tin Tổng thống Donald Trump muốn ông rút lui. FBI từ chối bình luận về vụ việc này. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố Tổng thống Donald Trump không liên quan đến quyết định này.